Kinh văn. Lại có những vị thần ở các cõi nước phương khác cùng thế giới ta bà, như thần biển, thần sông cái, thần sông con, thần cây, thần núi, thần đất, thần suối và ao đầm, thần cây con và hạt giống, thần ngày, thần đêm, thần hư không, thần trên trời, thần ăn uống, thần cỏ cây và gỗ. Các vị thần như thế đều đến hội họp, lược giảng. Lại có những vị thần ở các cõi nước phương khác cùng thế giới ta bà. Phương khác tức là các thế giới khác, các quốc độ khác. Không phải chỉ có quỷ thần từ thế giới phương khác, mà luôn cả quỷ thần ở cõi ta bà cũng lũ lượt đến cùng trời đào lợi để tham gia pháp hội, như thần biển, thần sông cái, thần sông con. Thế nào gọi là biển, sông cái, sông con? Đây đều là những nơi có nước. Trong kinh Trường A Hàm có nói đến nguồn gốc của biển, sông, hồ. Đó là bởi thế gian này có sự hiện diện của mặt trời. Từ mặt trời phát ra một nguồn nhiệt lực gây nóng bức khiến cho vạn vật đều tiết mồ hôi. Chính lượng mồ hôi này tích tụ lại và hình thành sông hồ, ao biển. Không phải chỉ riêng con người mà ngay cả đất đai cây cối cũng có mồ hôi. Tất cả chúng sanh đều có mồ hôi. Mặt trời rọi đến đâu thì tỏa sức nóng đến đó. Và sức nóng này gọi là trích nướng. Thế giới này vì có quá nhiều mồ hôi, nhiều nước nên có rất nhiều sông hồ. Nước hiện hữu khắp nơi, tận hư không khắp pháp giới. Đầu đầu cũng có nước cả. Trong kinh Lăng Nghiêm có chép về việc cầm hạt châu thủy tinh hướng lên không trung để hướng nước trong ánh trăng vào giữa đêm trăng sáng. Điều này chứng tỏ rằng khắp nơi đều có nước. Tuy nhiên, cũng có những nơi chúng ta không thấy có sự hiện diện của nước, là vì những nơi đó chỉ có tánh của nước chứ không có thể của nước. Điều này cũng tương tự như việc mọi người đều có Phật tánh, nhưng chúng ta không thấy được Phật tánh mà chỉ thấy được hình thể con người thôi vậy. Tánh của nước là ẩm ướt. Hầu như mọi nơi đều có khí ẩm, do vậy có thể nói rằng mọi nơi đều có nước, đồng thời mọi nơi đều có lửa. Tánh nước và tánh lửa vốn hỗ tương hợp tác chứ không xung khắc lẫn nhau. Vậy thì tại sao nước không tràn ngập khắp mọi nơi? Bởi giữa trời đất và nước có sự tương quan gắn bó mật thiết với nhau. Và lại Tứ Đại Thiên Vương còn có viên ngọc trị nước, tị thủy châu. Nếu không nhờ viên ngọc này thì khắp cả thế giới sẽ toàn là nước. Tất cả đều bị chìm trong biển nước mênh mông, cho nên không phải khắp nơi đều có sự hiện hữu rõ rệt của nước. Cái gì là biển? Biển hải có thể giảng theo nghĩa của chữ hối, có nghĩa là đen tối. Đó là vì biển là nơi tối tăm u ám. Khi ở trong biển, quý vị có mở to mắt cũng không nhìn thấy được gì cả. Biển thì mênh mông rộng lớn vô cùng. Quý vị không thể biết được biển sâu bao nhiêu, rộng tới đâu và lớn đến chừng nào. Do đó, biển còn tiêu biểu cho sự rộng lớn bao la và cũng hàm nghĩa ngu muội không sáng suốt. Ở biển có rất nhiều thần, Long Vương cũng là một vị thần biển vậy. Trong các thần biển có một vị tên là Hải Nhược và một vị tên là Dương Hòa. Thần Hải Nhược là vị thần tối cao ở biển và vốn là loài thú chứ không phải loài trùng. Vị thần này có 18 cái đuôi, 8 chân và 8 đầu. Mặt mày thì trông cũng giống như loài người vậy. Ngoài ra còn có rất nhiều vị thần biển khác nữa. Nếu trong lúc tọa thiền mà thấy cảnh giới có các vị thần hình thù quái dị như thế hiện ra, thì quý vị chớ sợ hãi, bởi đó là các thần biển đến để cúng dường quý vị đấy. Còn sông thì thế nào? Sông và biển khác nhau ra sao? Sông cái tuy rộng mà không sâu lắm, sông con thì không rộng bằng sông cái, biển thì rộng lớn hơn hết và là vạn lưu chi chủ, chủ tể của cả muôn vạn dòng nước. Mọi sông hồ đều đổ về biển cả, bất luận bao nhiêu dòng sông, lưu lượng nhiều ít thế nào thì biển cũng đều dung nạp hết thảy. Biển sẵn sàng dung chứa muôn vạn dòng nước mà chẳng ngại nhiều. Sông thì không như vậy, sông luôn luôn lưu chuyển và còn tẽ nhánh tạo thành sông con, trong khi nước biển thì không chảy đi nơi khác. Chữ sông, giang có thể được giải thích theo nghĩa của chữ công, ngụ ý rằng sông rất công bằng. Sông còn có một nghĩa khác nữa là cống. Bởi thời xưa ở nước Trung Hoa, những sản vật của sông hồ đều phải được tiến cống dâng nạp cho nhà vua. Như vậy sông có nghĩa là công và cũng có nghĩa là cống. Sông con hà còn được định nghĩa là trường, tức là lòng bàn tay. Bởi lúc không có gió thì mặt sông êm ả phẳng lặng như gương hoặc như lòng bàn tay vậy. Các thần biển, thần sông cái, thần sông con đều là những vị thần dưới nước. Thần cây, thụ thần. Ở những cây to đều có thần linh cư ngụ. Theo tiếng Trung Hoa, chữ thụ này đồng âm với chữ thụ, có nghĩa là đứng thẳng hoặc dựng đứng. Thần núi sơn thần, chữ sơn núi
có thể được định nghĩa như chữ sàn hoặc chữ xanh vậy, bởi vì núi non cũng là nơi mọi vật có thể sinh trưởng. Thần đất, địa thần, chữ địa đất cũng hàm ý là chỗ thấp nhất, tuy là ở dưới tất cả, nhưng đất lại có thể sản sinh vạn vật, chuyên trở muôn loài. Thần suối và ao đầm, suối là dòng nước chảy xuyên qua đất, xuyên qua những nơi vốn không có nước, ao đầm cũng là những nơi có nước. Thần cây con và hạt giống, cây con là thứ cây còn non mới nhú, mới nảy mầm, như mạ non, mầm đậu. Thần ngày, thần đêm, thần ngày, chú thần là vị thần cai quản ban ngày, và thần đêm, dạ thần là vị thần cai quản ban đêm. Thời khắc thuộc ngày và đêm được phân định như sau. Sau 12 giờ khuya là bắt đầu thuộc về ban ngày, sau 12 giờ trưa là bắt đầu thuộc về ban đêm. Vào 12 giờ khuya thì tuy là chưa có ánh mặt trời nhưng khí dương đã bắt đầu sanh xuất, cho nên con người thường khởi tâm dâm dục vào trước lúc bình minh, từ khoảng 3 đến 5 giờ sáng, bởi đó là lúc dương khí đang thịnh. Tuy nhiên nếu quý vị không khởi dâm tâm thì khí lực đó sẽ chuyển hóa thành trí huệ. Ở đây quý vị cũng đối diện với một ngã ba tương tự như trường hợp của Vô Tưởng Thiên và Quảng Quả Thiên vậy. Quý vị rẽ về hướng này thì có được tư tưởng chánh đáng, giúp ích cho sự phát triển của trí huệ, còn rẽ sang hướng kia thì lại khiến cho lòng tham dục của mình trở nên nặng nề thêm. Sau 12 giờ trưa thì khí âm sanh xuất và đến tối con người cũng khởi lòng tham dục. Nếu quý vị không chiều theo dục vọng của mình, không chọn con đường dâm dục, tất có thể đi theo con đường trí huệ. Âm và dương là hai lối rẽ, tất cả đều tùy thuộc vào sự quyết chọn của chính quý vị. Thần hư không. Thần hư không, không thần là ai? Thần hư không chính là vị Thuấn Nhã Đa được nhắc đến trong bài kệ tụng của ngài A Nan ở phần đầu chú Lăng Nghiêm. Thuấn Nhã Đa tánh khả tiêu vong, thước ca la thâm tâm vô động chuyển. Quý vị nghe giảng kinh điển thì không nên chỉ nghe rồi là xong, chẳng nghĩ tới nữa. Và cũng đừng cho rằng như thế, tức là mình không có lòng tham, ngay cả pháp mình cũng không tham. Quý vị không tham Phật pháp thì cũng phải không tham thế gian pháp. Nếu quý vị không tham cầu Phật pháp nhưng lại đi tham cầu các pháp của thế gian, từ sáng đến tối chỉ biết bận rộn đếm tiền thì đó cũng là một sự phiền não vậy. Thần trên trời, thần ăn uống. Việc ăn uống của chúng ta đều có thần linh trông coi. Chúng ta mỗi ngày cho dù uống một hớp nước, ăn một mẩu trái cây hay một miếng bánh đều là do thần linh quản lý cả. Quý vị tin là có vị thần này thì thần hiện hữu, quý vị không tin là có thần thì thần cũng vẫn tồn tại như thường. Chẳng qua là quý vị không nhận biết được mà thôi, chớ nên cho rằng cái gì mình không tin thì không có thật, bởi suy nghĩ như thế là rất ngu xuẩn. Phải biết rằng bất luận quý vị tin hay không tin, vị thần này vẫn luôn luôn hiện hữu. Trước kia ở Bắc Kinh, Trung Hoa có một người tên là Đoạn Chánh Nguyên, mà người đương thời quen gọi là Đoạn Sư Tôn. Vị Đoạn Sư Tôn này đã từng được gặp một người chuyên lo về phân lượng ăn uống hàng ngày của nhân gian. Mỗi ngày mỗi người ăn uống những thức gì, tiêu thụ bao nhiêu thức ăn, uống hết bao nhiêu nước đều có sự nhất định cả. Người ấy làm việc như thế nào ư? Anh ta chỉ ngủ suốt ngày. Cha anh ta làm quan và làm một vị liên trưởng hay doanh trưởng gì đó. Dưới quyền có khoảng 400-500 người. Vị liên trưởng này thấy con bấy giờ đã 20-30 tuổi rồi mà không chịu làm việc, cứ nằm ngủ suốt ngày thì rất bực dọc. Một hôm không dằn được, ông trách mắng anh con trai. Cha đã 50-60 tuổi rồi mà còn phải làm lụng kiếm tiền nuôi con, còn con thì đã 20-30 tuổi đầu rồi mà lại không chịu đi làm để mưu sinh. Con không chịu làm một công việc nào cả thì cuộc đời con còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Anh con trai đáp, cha à, cha làm quan ở nhân gian, còn con thì làm quan ở âm phủ đấy. Hử, con làm chức quan gì ở âm phủ? Mỗi ngày người nhân gian được ăn uống thức gì, phân lượng bao nhiêu đều do một tay con tính toán phân phối cả. Vị liên trưởng gắt lên, con nói cái gì ăn uống mà còn phải đợi kẻ khác phân phối định đoạt sao, thật là hoang đường. Vậy thì ngày mai cha được con phân phối cho ăn những gì, con nói cha nghe thử xem. Người con thưa, chưa được đâu cha ạ, con cần phải ngủ một giấc. Khi thức dậy con sẽ nói cho cha rõ, vì hiện giờ con vẫn chưa biết chắc được. Người cha nghe thế thì trong lòng giận lắm, xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cho rằng con mình chỉ nói nhảm, chứ làm gì có chuyện mình ăn thức gì cũng phải đợi nó phân phối sắp đặt. Người con sau khi ngủ dậy nói với cha rằng, ngày mai cha sẽ không có cơm ăn đâu cha ạ. Cha anh ta cười lớn, cha làm quan chức quyền lớn như vậy mà lại không có cơm ăn sao? Như thế thì cha sẽ được ăn cái gì? Anh con trai trả lời,
Ngày mai cha chỉ có được một quả trứng thối và nửa bát cháo cám thiêu mà thôi. Phần ăn của cha vào ngày mai chỉ có thế. Người cha đùng đùng nổi giận quát lớn. Hử, cha đường đường là một vị liên trưởng có tiền của, có quyền thế. Thì tại sao phải ăn uống ít ỏi như thế mà lại là đồ hư, đồ thối nữa chứ? Thật là phi lý hết sức. Sáng sớm ngày hôm sau, vị liên trưởng đốc thúc gia nhân giết gà giết vịt, chuẩn bị một bữa ăn thật linh đình. Nào ngờ lúc ông sắp sửa ngồi vào bàn để ăn thì nhận được lệnh khẩn của cấp trên, bảo ông phải tức tốc xuất binh đi dẹp loạn, không được chậm trễ. Thế là thức ăn thì đã nấu nướng xong xuôi, nhưng ông ta không thể đụng đến được vì phải gấp rút ra đi. Giao tranh hơn nửa ngày trời, vị liên trưởng đánh tan được bọn cướp. Bây giờ ông cảm thấy đói và mệt lả, bởi suốt ngày chưa có gì vào bụng cả. Trong khi đó thuộc hạ của ông thì vì không phải chờ đợi một bữa ăn thịnh soạn, cho nên từ sớm trước khi xuất binh, họ đều đã ăn uống đầy đủ cả rồi. Vất vả lắm mới tìm thấy một ngôi nhà có người ở. Vị liên trưởng bèn vào hỏi mua thức ăn. Thế nhưng không ngờ đó lại là một gia đình nghèo túng vào bậc nhất trong thiên hạ. Người chủ nhà nói với vị liên trưởng: chúng tôi chẳng còn cái gì có thể ăn được cả, gạo thì hết mà rau cũng chẳng còn. Cả nhà chỉ còn vẻn vẹn một quả trứng thối với nửa bát cháo cám đã thiêu. Đó là phần để dành cho người sản phụ sắp sanh kia, nhưng nếu ông không chê thì xin cứ tự nhiên không sao cả. Vị liên trưởng vì ruột gan cuồn cào, đói chịu không nổi, liền nhận lấy quả trứng thối và nửa bát cháo cám thiêu ấy. Đừng ăn, ông sực nhớ lại lời tiên đoán của anh con trai ngày hôm qua. Quả thật hôm nay, ông đã ăn những thứ đúng như anh ta phân phối. Từ đó vì biết rằng con mình thực sự đang làm quan ở âm phủ, nên ông cũng để tùy anh ta, không còn la dày trách mắng như trước nữa. Thần cỏ cây và gỗ. Cỏ có thần cỏ, thảo thần, gỗ có thần gỗ, mộc thần và cây có thần cây, thụ thần. Ở Nam Thiệm Bộ Châu, Nam Diêm Phủ Đè có cây thụ vương, vua của cây cối là cây to nhất. Khi cây cối trở nên to lớn giả cỗi thì được gọi là quỷ thần thôn, tức là chỗ trú ẩn của quỷ thần. Vì quỷ thần thường chọn những cây đại thụ làm nơi nương náu. Nếu không có các loại đại thụ này thì quỷ thần sẽ rất khốn khổ, bởi chỉ có nương náu nơi những cây to tùm thì quỷ thần mới cảm thấy an ổn và vui sướng. Vì thế những cây cổ thụ to lớn được gọi là quỷ thần thôn. Thời Tam Quốc có một cây đại thụ lâu năm được mọi người gọi là thần thụ, cây thần. Tào Tháo bấy giờ chẳng những không tin, lại còn sai người đến đốn cây ấy đi. Sau đó Tào Tháo bỗng dưng bị mắc chứng đau đầu dữ dội, suốt ngày đau đớn khổ sở. Về sau phải mời Hoa Đà đến chữa trị cho. Ấy là do ông ta đã đắc tội với quỷ thần, thần cây mà ra vậy. Trong tứ phần luật có nói rằng tỳ kheo không được phép đốn hoặc chặt những cây cối to lớn tùm, vì ở những cây đại thụ như thế đều có quỷ thần cư ngụ. Điển hình là tại Trung Hoa, ở chùa Nam Hoa thì có cây Long Não Trường Thụ, xin thọ giới với lão hòa thượng Hư Vân. Và ở chỗ của Nam Nhạc Tân Sơn Lão Nhân có một cây quả trám bạch quả cũng được thọ giới. Các thần cây được thọ giới kể ra thì rất nhiều, đây quả là thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn vậy. Vừa rồi tôi có nói rằng nếu quý vị tin là có thần thì thần tồn tại, mà không tin là có thần thì thần cũng vẫn tồn tại. Có nhiều người cho rằng tin thì có, không tin thì không có. Nhưng trong trường hợp này thì tin cũng có, không tin cũng vẫn có như thường. Thí dụ dưới đất có mỏ vàng thì bất luận quý vị biết hay không biết, tin hay không tin, mỏ vàng vẫn nằm sờ sờ ở đó. Quý vị tin tức là quý vị biết rằng có thần, còn quý vị không tin có nghĩa là quý vị không biết rằng có những vị thần như thế, chứ không phải là không có thần. Đó chẳng qua là vì quý vị hoàn toàn không có tri thức, không có trí huệ để nhận biết mà thôi. Vì vậy chúng ta phải thận trọng, không nên hùa theo những kiến giải sai lầm lệch lạc của người khác. Các vị thần như thế đều đến hội họp, không phải chỉ có những vị thần kể trên mà còn có đông đảo những vị thần khác nữa. Và tất cả đều tấp nập tiệu về cung trời Đao Lợi để nghe Đức Phật thuyết pháp. Tại thành phố Cựu Kim Sơn, San Francisco hiện nay xảy ra rất nhiều thiên tai nhân họa. Mới gần đây lại có cơn bão gây thiệt mạng cho hơn 90 người. Đó cũng là do ác nghiệp của chúng sanh đã tới lúc chín muồi nên mới sanh ra những việc như thế. Có người nói rằng vào tháng 5 năm ngoái, căn cứ theo dữ liệu của các nhà khoa học thì có nạn động đất xảy ra. Tôi bèn làm giấy bảo đảm cam đoan rằng chỉ cần tôi còn ở tại thành phố San Francisco thì sẽ không có chuyện động đất xảy ra. Tuy nhiên nếu tôi đi sang nơi khác, không có mặt ở San Francisco nữa thì tôi chẳng thể làm gì hơn được.
Tôi không muốn có nạn động đất xảy ra để rồi phải bị rơi xuống biển. Và tôi cũng không muốn những người bên cạnh tôi bị rơi xuống biển nữa. Vì sao ư? Vì tôi không muốn gặp mặt Long Vương, cũng chẳng thích kết bạn với vị thần biển Hải Thần có 8 đầu 8 chân và 18 cái đuôi. 8 cái đầu này là gồm 4 đầu nam và 4 đầu nữ từ một thân thể, mà mọc ra 8 cái đầu của 4 cặp vợ chồng trông rất là quái dị. Đã thế, thần biển còn làm những việc rất kỳ quặc và rất đặc biệt, cho nên tôi không muốn kết giao với vị thần này. Và tôi lại càng không muốn để cho những người cùng sống với tôi đi gặp thần nữa. Đây không phải là tôi ích kỷ, bởi có gặp vị thần này thì cũng chẳng làm nên được việc gì tốt đẹp cả. Đầu năm nay 1969 có người báo cho tôi biết là vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 lại có trận động đất nữa. Thế thì lần này tôi lại có mở công ty bảo hiểm để mọi người có thể đến mua bảo hiểm nữa hay không? Vẫn y như vậy. Nói tóm lại, quý vị đừng quên những lời tôi nói hồi năm ngoái. Hễ tôi còn ở thành phố San Francisco ngày nào thì bảo đảm ngày đó sẽ không có nạn động đất lớn, đại địa chấn xảy ra. Xong lè các vấn đề nho nhỏ thì tôi không thể đoan chắc được. Trong thời mà pháp này, thiên tai nhân họa sẽ còn xảy ra rất nhiều, cho nên tôi hy vọng mọi người đều chuyên cần trì niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Được như thế thì thành phố San Francisco này sẽ vững chãi như núi Thái Sơn và sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra cả. Kinh văn. Lại có chư đại quỷ vương ở các cõi nước phương khác cùng thế giới ta bà như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Lược giảng. Lại có chư đại quỷ vương ở các cõi nước phương khác cùng thế giới ta bà. Vì sao nói là lại có? Bởi vì không phải chỉ có chư Bồ Tát cùng Thiên Long Bát Bộ như đã kể trên mà thôi, mà còn có rất đông đảo các vị từ các cõi nước phương khác cũng đến cung trời Đao Lợi nữa. Các cõi nước phương khác tức là các quốc độ, các cõi nước của chư Phật khác ở thế giới khác, chứ không phải là của thế giới ta bà. Ta bà là Phạn ngữ, Trung Hoa dịch là kham nhẫn, ngụ ý rằng chúng sanh ở nơi này có thể nhẫn chịu sự thống khổ. Chư Đại Quỷ Vương. Thông thường người ta giảng chư, chữ chư này là đồng nghĩa với chữ đa và có nghĩa là nhiều, nhưng tôi thì lại khác. Khác như thế nào ư? Theo tôi, chữ chư không đồng nghĩa với chữ đa mà là đồng nghĩa với chữ thiểu, tức là ít, và ít tức là chỉ có một mà thôi. Có người nghe thế thì bất bình nói rằng, thầy lầm rồi, theo tiếng Trung Hoa thì chữ chư đồng nghĩa với chữ đa, sao thầy lại giảng thành chữ thiểu, rồi rốt cuộc lại biến thành chữ nhất, tức là một được. Chính thế, tôi thích quy nạp tất cả về một. Vì sao ư? Bởi vì tôi vốn rất dốt toán, số mục nhiều quá thì không thể nào nhớ nổi. Và lại tôi thấy rằng một là dễ nhớ nhất, chứ sang đến hai là bắt đầu phải động não nghĩ ngợi rồi. Quý vị nói chữ trừ đồng nghĩa với chữ đa, tức là nhiều. Thế nhiều thì rốt cuộc là bao nhiêu? Chẳng có một con số cụ thể nào cả. Không có một con số đích xác thì rất rắc rối. Cho nên tôi giảng thành một để đơn giản hóa vấn đề vậy. Chư chính là nhất, mà nhất cũng là chư. Nhiều tức là một, mà một cũng chính là nhiều. Cho nên đây là điểm khác biệt của tôi trong vấn đề giảng kinh. Như vậy, chư đại quỷ vương thì tôi nói là một đại quỷ vương. Thế thì đó là ám chỉ vị đại quỷ vương nào? Bây giờ tôi cứ giảng tới vị quỷ vương nào thì vị đó chính là một đại quỷ vương. Ở đây có ác mục quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, vân vân. Tôi sẽ đề cập tới từng quỷ vương một chứ không gộp chung lại một cách lộn xộn. Vì sao tôi lại giảng chữ chư này thành chữ nhất? Đó là cách giảng bất chấp lý lẽ của tôi và bây giờ tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Bởi vì nếu tôi không giải thích thì quý vị sẽ không tâm phục khẩu phục và có thể còn ngờ rằng tôi giảng sai nữa. Thế nên bây giờ tôi sẽ cắt nghĩa cho quý vị rõ. Chúng ta nói về chữ nhiều. Vậy do đâu mà thành nhiều? Cái nhiều này là từ đâu đến? Thử truy tìm nguồn gốc của nhiều thì quý vị sẽ thấy rằng nhiều vốn từ nơi một mà ra, thậm chí cả một cũng không hiện hữu nữa. Vậy nhiều vốn dĩ phát xuất từ một. Quý vị hãy thử bắt đầu từ một mà tính lên. Hễ quý vị nhớ được cái thứ nhất thì có thể biết được cái thứ hai, lại có thể biết cái thứ ba. Cứ thế mà suy ra thì có thể nói rằng một là vô lượng, mà vô lượng rốt ráo cũng chỉ là một. Đó chính là cảnh giới nhất bổn tán vi vạn thủ, vạn thủ nhưng quy nhất bổn.
một gốc phân tán thành muôn vàn quy nạp về một gốc, cho nên chúng ta tu hành thì đều phải quy nạp về một. Tu hành là tu cái gì? Chính là tu sửa cái tâm của mình. Tâm chúng ta cần phải như thế nào? Tâm cần phải chuyên nhất, chúng ta phải tu sao cho chỉ còn duy nhất một cái tâm mà thôi. Có câu đắc nhất vạn sự tất, được một thì muôn việc đều xong. Nếu quý vị đạt được cái một này thì mọi sự kể như hoàn tất, không còn việc gì nữa cả. Tu hành chính là tu cái một này, phải tập luyện sao cho ý niệm của mình trở nên chuyên nhất, chỉ còn có một mà thôi. Bởi ý niệm có chuyên nhất thì trí huệ mới khai mở. Nếu niệm không chuyên nhất thì sao? Thì đó là chứng hướng ngoại trì cầu, tức là quý vị vẫn còn bôn ba tìm kiếm ở ngoài. Nếu quý vị có thể không khởi một niệm nào cả thì lại càng vi diệu hơn nữa, bởi nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân già. Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn chợt động mây che liền. Mặc dù trong kinh văn kể ra nhiều quỷ thần như vậy, nhưng nếu quý vị có thể nhất niệm bất sanh thì sẽ không có ma quỷ nào cả. Thậm chí chẳng những không có ma quỷ mà ngay cả một vị thần cũng không có nữa. Thật ra chẳng những không có thần mà ngay cả một Đức Phật, một vị Bồ Tát cũng không có nữa. Tất cả đều không hiện hữu, tất cả đều không. Đây mới là lúc mà tất cả đều thực sự hiện tiền. Bấy giờ Đức Phật hiện đến, Bồ Tát cũng đến, Thanh Văn Duyên Giác, Bích Chi Ca La, tất cả đều hiện thân đến. Vì sao các ngài hiện đến? Bởi vì quý vị có thể nhất niệm bất sanh. Nếu quý vị vẫn còn khởi tâm động niệm thì các ngài sẽ không hiện đến. Điều vi diệu là ở điểm này và cũng chính là ở chữ chư này. Cho nên đây đích thật là thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ở đây quý vị đừng giải thích chữ chư này theo nghĩa nhiều mà hãy dùng theo nghĩa một. Và rồi ngay cả một cũng không tồn tại. Như thế chư đại quỷ vương, tức là một đại quỷ vương, và rồi ngay cả một vị quỷ vương cũng không có nữa. Tất cả đều cao bay xa chạy hết. Không còn quỷ vương thì thế giới này cũng không tồn tại. Thế giới này đã không tồn tại, thế thì quý vị còn gì để lo âu nữa? Chẳng lo chẳng buồn, không quái không ngại. Lúc đó gọi là tánh tận văn tịch tham thiên địa. Một khi quý vị đạt tới cảnh giới tận nhân tánh, tận kỷ tánh, tận vật tánh, tức là không còn thấy có tánh người, tánh mình và tánh của sự vật, thì lúc bấy giờ quý vị chính là trời đất và trời đất chính là quý vị. Đồng thời quý vị là chư Phật và chư Phật chính là quý vị, không hai không khác. Nào có cái gì gọi là bạn là tôi hoặc là hắn, nào có cái gì gọi là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có gì cả, tất cả đều không tồn tại. Thế thì quý vị còn gì để phiền não nữa chứ? Bây giờ phiền não gì cũng đều tiêu tan cả. Lúc đó thật là thanh tịnh trí vô dư, trong sạch đến cực điểm, và quả thật là nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân già. Quý vị xem cảnh giới này thật là diệu bất khả ngôn, vì diệu đến chẳng thể nói hết được. Đã chẳng thể nói hết được thế thì không cần phải nói, không cần phải giảng nữa sao? Vẫn cần phải giảng, bởi vì tôi thích giảng mà vẫn muốn tiếp tục giảng nữa. Bây giờ chúng ta nói về chư đại quỷ vương. Các đại quỷ vương này rất hung ác, bởi vì là quỷ mà, chân của loài quỷ rất dài, dài khoảng bao nhiêu ư? Tôi cũng không biết là dài bao nhiêu nữa, có lẽ độ chừng vài trượng. Thật ra ngay cả các học giả, các professors của Trung Hoa cũng chẳng biết nhiều về quỷ, vì chân của loài quỷ quá dài, dài đến nỗi người ta không thể thấy được bọn chúng đang ở nơi đâu. Theo tiếng Trung Hoa, chữ quỷ này đồng âm với chữ quy, có nghĩa là trở về. Người ta thường nói chết tức là trở về, về đâu? Về lại nơi mà mình đã phạm tội. Quỷ tức là quy, tức là trở về lại trong địa ngục, bởi loài quỷ cho rằng địa ngục là nhà của chúng, là nơi mà chúng phải quay về. Vì sao chúng nghĩ như vậy? Vì mê muội. Bây giờ tôi lại giải thích chữ quỷ theo tiếng Anh. Theo Anh ngữ, quỷ tức là ghost và đồng âm với chữ go hoặc ghost, có nghĩa là đi, đi đâu và để làm gì. Loài quỷ cho rằng đi đây đi đó vui chơi là tuyệt nhất, nhưng thật ra chúng đi đâu? Đi đến núi đao, rừng kiếm, trào dầu, suốt ngày cứ go, ghost, ghost. Rốt cuộc là go tới địa ngục, go tới cõi ngạ quỷ, go tới cõi súc sanh. Như vậy chữ quỷ giảng theo tiếng Trung Hoa thì ngụ ý là quy, quay về, còn giảng theo tiếng Anh thì ngụ ý là go, đi. Đây là cách giảng giải thích đơn giản của tôi. Như ác mục quỷ vương, chúa quỷ mắt dữ. Loài quỷ này có chân rất dài, mắt thì chứa đầy vẻ hung ác, đến nỗi vừa nhìn thấy mắt của chúng là người ta liền phát run cầm cập.
Đạm huyết quỷ vương, chúa quỷ uống máu. Loài quỷ này chuyên uống máu của chúng sanh, hễ nơi nào có máu là chúng đều tìm đến để uống. Đạm tinh khí quỷ vương, chúa quỷ hút tinh khí, tiếng Phạn còn là tỳ xá già. Trong chú Lăng Nghiêm có nhắc tới tỳ xá già, đó chính là đạm tinh khí quỷ vương này vậy. Loài quỷ này chỉ thích hút lấy tinh khí của con người và tinh túy của ngũ cốc. Tinh khí của loài người chúng ta vì sao vô hình chung bị suy kém, chính là vì bị loài quỷ này hút mất vậy. Đạm thai noãn quỷ vương, chúa quỷ ăn thai noãn. Loài quỷ này chuyên ăn những thai nhi chưa hình thành. Khi có các trường hợp như sảy thai, đẻ non, thai nhi chết trong bụng mẹ xảy ra, thì lúc nhau thai rơi xuống là loài quỷ này liền chụp lấy để ăn. Noãn tức là trứng. Loài quỷ này cũng ăn cả trứng nữa, như trứng gà chẳng hạn. Tại sao bị làm loài quỷ này? Đó là bởi đời trước, loài quỷ này vốn là những kẻ thích việc sát sanh và thịt của những thú vật mà họ giết được. Thì đừng nói gì người khác, ngay cả vợ của họ mà họ cũng không cho ăn nữa. Chẳng những không cho thịt con vật, mà luôn cả huyết của nó họ cũng không chia cho ai cả. Họ tự sát sanh rồi một mình ăn, một mình uống. Ngay cả vợ của họ mà họ còn không chia sẻ cho, huống hồ là người khác. Đối với người khác thì họ lại càng cho không đành nữa. Điều này thể hiện thói keo kiệt bòn sẻn của họ. Cho nên sau khi chết, họ phải làm loài quỷ ăn thai noãn, chỉ ăn toàn đồ dơ. Đó là do thói tham lam keo kiệt từ đời trước mà ra. Hành bệnh quỷ vương, chúa quỷ gây bệnh tật. Loài quỷ này đi đến đâu là gieo rắc các bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm đến đó. Chúng đem mầm bệnh đi đến khắp nơi. Nhiếp độc quỷ vương, chúa quỷ hút khí độc. Đây là một loài quỷ tốt bụng, chứ không phải độc ác hại người. Nếu quý vị bị nhiễm phải khí độc, loài quỷ này có thể giúp quý vị hút chất độc ra, bởi chúng là loài quỷ cứu người. Nhiếp độc quỷ vương chính là hóa thân của Bồ Tát, thị hiện đến để cứu độ, chứ không phải để đầu độc chúng sanh. Bất luận là ai bị trúng độc, nhiếp độc quỷ vương đều có thể hút chất độc ra để giải cứu cho người ấy. Đây là một vị quỷ vương tốt bụng, có lòng hảo tâm. Từ tâm quỷ vương, chúa quỷ có lòng nhân từ. Vị quỷ vương này thì đầy lòng từ bi, tuy rằng làm quỷ, song mục đích của từ tâm quỷ vương là muốn lọt vào cõi giới của quỷ để dễ bề cứu độ và khiến cho loài quỷ phát bồ đề tâm. Phước lợi quỷ vương, chúa quỷ làm phúc lợi. Vị quỷ vương này chính là vị thần tài giúp tăng phước, ban tài lộc. Ngoài ra còn có vị quỷ vương tên là Đại Ái Kính Quỷ Vương, chúa quỷ Đại Ái Kính. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp, tất cả các quỷ vương kể trên đều hớn hở đến cung trời Đao Lợi để nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Địa Tạng. Kinh văn. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Ông xem tất cả chư Phật, Bồ Tát và trời rồng, quỷ thần ở trong thế giới này cùng thế giới khác, quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế. Ông có biết số bao nhiêu chăng? Được giảng. Bấy giờ tức là vào lúc nào? Đó là lúc mỗi một quỷ vương vừa đến cung trời Đao Lợi để nghe Pháp. Vì sao gọi là quỷ vương, chúa quỷ? Vì họ là thủ lãnh của loài quỷ. Những quỷ vương vừa kể, bất luận là thiện hay ác, tất cả đều là Bồ Tát hóa thân. Quý vị chớ cho rằng quỷ vương bất quá cũng chỉ là loài quỷ mà thôi. Thật ra quỷ vương rất lợi hại. Những quỷ vương nói trên trong đời trước đều đã từng phát nguyện rằng họ sẽ dùng mọi cách để giáo hóa chúng sanh. Có vị dùng đức từ bi để nhiếp thọ, có vị dùng vẻ hung ác để chết phục chúng sanh. Chết phục làm cho khuất phục và nhiếp thọ thâu nhiếp, chiết nhiếp. Nhị môn là hai phương pháp chính dùng để giáo hóa chúng sanh. Những chúng sanh do gặp quỷ vương từ bi mà phát tâm bồ đề, tức là được giáo hóa bằng phương pháp nhiếp thọ. Còn những chúng sanh do gặp quỷ vương có vẻ hung dữ mà phát tâm bồ đề, tức là được giáo hóa bằng phương pháp chiết phục. Chúng ta đã biết rõ ràng rằng những quỷ vương này đều là Bồ Tát hóa hiện. Thế thì trong các quỷ vương đó vốn chẳng có ai là thiện, mà cũng chẳng có ai là ác cả. Thiện và ác vốn từ đâu đến? Chính là từ nghiệp báo của mỗi chúng sanh. Khi nghiệp ác chín muồi thì phải gặp ác mục quỷ vương, và lúc nghiệp thiện thành thục thì được gặp từ tâm quỷ vương. Bất luận là nghiệp ác hay nghiệp thiện, hễ đến lúc chín muồi thì tất cả đều có thể chuyển biến. Nghiệp ác chín muồi thì có thể chuyển thành nghiệp thiện, và nghiệp thiện chín muồi thì lắm lúc cũng có thể chuyển ra nghiệp ác. Thế nhưng người chân chánh tu học Phật Pháp thì không bị chuyển bởi nghiệp thiện và nghiệp ác.
Họ chỉ hướng theo thiện nghiệp mà đi, không rẽ sang ác nghiệp, cũng không lạc bước vào con đường dẫn đến núi đao, trỏ dầu, rừng kiếm. Vì sao chúng ta cần phải học Phật Pháp? Vì muốn đánh đổ trời đất, muốn làm cho trời lật đất nghiêng. Đánh đổ trời đất là thế nào? Trời tiêu biểu cho nghiệp thiện và đất tiêu biểu cho nghiệp ác. Cho nên muốn đánh đổ trời đất, tức là muốn xoay chuyển nghiệp thiện và nghiệp ác, để tất cả mọi người đều hướng theo con đường thiện, không còn ai theo đường ác nữa. Nếu quý vị có thể làm được như thế thì cả quỷ vương thiện lẫn quỷ vương ác đều sẽ bị thất nghiệp, đành phải về hưu hết. Lúc giảng kinh tôi không thích đặt máy ghi âm, quý vị có biết vì sao chăng? Bởi vì công dụng của máy đã khiến cho một số đệ tử quy y của tôi sanh tánh ỉ lại và trở nên lười biếng, chẳng có người nào ghi chép bài giảng cả. Trước kia, khi chưa đặt máy ghi âm thì ai nấy đều rất chú ý theo dõi bài giảng và chịu khó ghi chép. Và chính nhờ thế nên mọi người đều ghi nhớ được nhiều và rất rõ ràng. Nhưng nay thì không còn như thế nữa. Lúc đáng nghe thì không chú ý nghe, xem rồi thì cũng quên bẵng mất. Dần dần rồi thì những gì tôi giảng đều được hoàn trả nguyên vẹn lại cho tôi. Và tôi cũng phải về hưu thôi. Nếu các quỷ vương, thiện quỷ, ác quỷ đều trở thành vô dụng thì pháp sư tôi cũng thành kẻ vô dụng. Do đó tôi không thể để cho các thiện quỷ và ác quỷ về hưu được. Nếu họ không có việc làm thì tôi cũng không có việc làm, tôi chẳng còn kinh sách mà giảng nữa. Không có giảng kinh thì cũng chẳng có người nghe, chẳng có người nghe thì là một vị pháp sư nào có ý nghĩa gì đâu. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi còn được gọi là Diệu Đức Bồ Tát hoặc là Diệu Kiết Tường Bồ Tát. Vì sao gọi là Diệu Đức? Bởi vì khi Ngài ra đời thì có 10 điểm lành xảy ra. 1. Ánh sáng đầy nhà. 2. Cam lồ đầy nhà. 3. Đất dưới đất vọt lên 7 thứ quý báu. 4. Chư thần mở các kho tàng ẩn giấu. 5. Gà xanh ra phượng hoàng. 6. Heo xanh ra rồng. 7. Ngựa xanh ra kỷ lân. 8. Trâu xanh ra bạch trạch. 9. Kho thóc biến thành vàng. Tất cả lúa thóc ngũ cốc chứa trong kho đều biến thành vàng. 10. Voi sáu ngà xuất hiện. Voi xưa này chỉ có 2 ngà, nhưng con voi này lại có đến 6 ngà. Do 10 hiện tượng kỳ diệu không thể nghĩ bàn này nên Ngài có tên là Diệu Đức. Lại nữa, bởi vì đó cũng toàn là những điểm lành đem lại sự may mắn cát tường, cho nên Ngài còn có tên là Diệu Kiết Tường. Thật ra Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không còn là Bồ Tát nữa. Thế thì Ngài là gì? Là một Đức Phật. Trong đời quá khứ, Ngài đã thành Phật hiệu là Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật. Ngài đã thành Phật trong đời quá khứ, thế thì trong đời hiện tại này, Ngài đã thành Phật chưa? Hiện tại Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng đã thành Phật, danh hiệu là Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật và quốc độ là Hoan Hỷ Thế Giới ở phương Bắc. Tuy đã thành Phật, nhưng Ngài vẫn quay thuyền từ bi trở lại cõi Ta Bà, dấu lớn hiện nhỏ, thị hiện làm Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Theo Kinh Pháp Hòa phẩm thứ nhất, thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là sư tổ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao? Thuở trước khi chưa xuất gia, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh có 8 người con trai và cả 8 người này đều tu hành thành Phật. Người thành Phật sau rốt có danh hiệu là Phật Nhiên Đăng và thầy của Đức Phật Nhiên Đăng này là Pháp Sư Diệu Quang. Pháp Sư Diệu Quang là ai? Chính là tiền thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì vốn là học trò của Đức Phật Nhiên Đăng và được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký làm Phật trong đời này. Do đó, nếu luận về thứ bậc, thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuộc về vai trên là sư tổ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế nhưng trong đời này thì Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật, còn Bồ Tát Văn Thù thì lại làm đệ tử của Ngài. Quý vị xem, cảnh giới của Bồ Tát quả thật là không có hình tướng, chẳng phân lớn nhỏ, chẳng hiểm cao thấp, hoàn toàn không có sự phân biệt. Thế nên khi giảng Kinh Kim Cang, tôi thường nhắc nhở quý vị rằng thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, pháp vốn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Hiện tại trong giảng đường này, có thể có những người vốn là thầy hoặc là đệ tử của tôi trong đời quá khứ cũng không chừng. Hoặc biết đâu trong số quý vị lại có người học Phật Pháp một cách chân thành, tinh tấn, thật sự có đạo hạnh, có đức độ, sớm khai ngộ thành Phật và xứng đáng cho tôi tôn làm thầy cũng không chừng. Phật Pháp vốn vi diệu, không thể nghĩ bàn. Nếu quý vị hiểu rõ thì ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp, lìa tất cả tướng, tức được tất cả pháp. Còn như không hiểu rõ thì trước tướng đầu đầu thố, vô vi hiệu là không. Chấp tướng thì sai lầm, vô vi rơi vào không. Tôi giảng kinh thì cứ nghĩ gì nói nấy, nhớ đâu giảng đó, trời sụp đất lở tôi cũng mặc.
bởi chẳng có cái gì thật sự hiện hữu cả. Tất cả các pháp đều không mình, không người, không chúng sanh, không thọ giả. Vậy thì thế nào gọi là Phật Pháp hưng thịnh? Thế nào gọi là Phật Pháp suy vi? Ở đâu có chánh pháp? Nơi nào có mạt pháp? Không có gì cả, tất cả đều là giả tạo. Có người cằn nhằn: Này Pháp Sư, ông càng giảng thì càng khiến cho chúng tôi thêm hồ đồ dối trí mà thôi. Thì ý của tôi là muốn làm cho quý vị trở nên hồ đồ kia mà. Nếu quý vị minh mẫn sáng suốt thì quý vị đã không ngồi đây để nghe tôi giải thích. Thôi bây giờ tôi nên trở lại với công việc giảng kinh một cách hồ đồ của mình thì hơn. Bồ Tát Maha Tát tức là Đại Bồ Tát. Ở đây là muốn nói đến vị Đại Bồ Tát nào? Chính là Đại Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi rằng: Ông xem tất cả chư Phật, Bồ Tát và trời rồng quỷ thần ở trong thế giới này cùng thế giới khác, quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Hiện tại ông có biết được là có bao nhiêu Đức Phật, bao nhiêu Bồ Tát, bao nhiêu quỷ thần vân vân đến nghe ta thuyết kinh Địa Tạng hay không? Ông có thể tính ra được con số đích xác hay không? Vì sao ta hỏi ông ư? Bởi vì ông có đại trí huệ, một thứ trí huệ chân thực có thể thấu triệt được cội nguồn của các pháp. Vậy bây giờ ông hãy nói cho ta rõ. Kinh văn: Ngài Văn Thủ Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp cũng không thể biết được. Đức Phật bảo Ngài Văn Thủ Sư Lợi: Ngài ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết. Đây đều là do Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thủ Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành, chứng được trí vô ngại. Nghe lời Phật nói đó thời tiếp nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, thiên long bát bộ và những chúng sanh đầy vị lai, dẫu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu cho có lại vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát ở nhân địa đã tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Lược giảng. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Vừa rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Ngài có thể biết được là có bao nhiêu Đức Phật, bao nhiêu vị Bồ Tát cùng bao nhiêu quỷ thần đến dự pháp hội hay chăng? Và Ngài trả lời Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp cũng không thể biết được. Cho dù con vận dụng tất cả sức thần thông trí huệ có được của mình và bỏ ra một quãng thời gian chừng 1000 kiếp để suy lường tính toán không thôi, thì cũng chẳng thể nào biết được con số ấy là bao nhiêu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Ngài ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết. Phật nhãn là gì? Phật nhãn, con mắt Phật, được ví như 1000 cái mặt trời vậy, không chỗ nào mà chẳng biết tới, không chỗ nào mà chẳng nhìn thấu, không chỗ nào mà chẳng nghe thấy. Phật nhãn có đầy đủ mọi công năng và là biểu hiện của tất cả trí huệ. Ngoài ra còn có 4 loại mắt nữa, đó là nhục nhãn, con mắt thịt, thiền nhãn, con mắt trời, pháp nhãn, con mắt pháp và huệ nhãn, con mắt trí huệ. Có một bài kệ tụng nói về 5 con mắt này, ngũ nhãn như sau: Nhục nhãn ngại phi thông, thiên nhãn thông phi ngại, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu chân không, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàn đồng. Nhục nhãn ngại chẳng thông, thiên nhãn thông chẳng ngại, pháp nhãn quán tục đế, huệ nhãn rõ chân không, Phật nhãn ngàn mặt trời, khác tánh thể vẫn đồng. Nhục nhãn ngại chẳng thông, nhục nhãn ngại phi thông. Nhục nhãn là gì? Nhục nhãn tức là con mắt thịt, chỉ có thể nhận thấy được con người và đồ vật. Thiên nhãn thông chẳng ngại, thiên nhãn thông phi ngại. Thiên nhãn thì nhìn cái gì cũng thông đạt, có thể thấy được vô cùng thấu triệt, không có sự ngăn ngại. Với nhục nhãn này thì chẳng những đồ đạc trong phòng mà ngay cả ở ngoài, thậm chí bất luận là bao xa, chỉ cần quý vị muốn nhìn là đều có thể thấy được. Nếu quý vị không nhìn thì sao? Thì đương nhiên là sẽ không thấy. Tuy rằng có thể nhìn thấy được nhưng tốt nhất là đừng nhìn. Vì sao vậy? Bởi khi quý vị nhìn một vật nào đó thì sẽ bị phân tâm và liền khởi tâm động niệm. Sanh thêm một tâm niệm thì không bằng ít bớt một tâm niệm. Giảm đi một vọng tưởng thì vẫn hơn là tăng thêm một vọng tưởng. Quý vị dùng nhục nhãn này để nhìn mọi vật, xem xét sự việc và đó đều gọi là niệm. Mặc dù cái niệm này có phần nào không giống với những tâm niệm hoặc ý nghĩ thông thường khác, song cũng chẳng có ích lợi gì cả. Do đó có những lúc dù có thể nhìn thấy được đi chăng nữa thì quý vị cũng chẳng nên nhìn. Vậy nhục nhãn ngại phi thông ngụ ý rằng với nhục nhãn
Cái nhìn còn gặp sự chướng ngại của đồ vật cụ thể, không nhìn xuyên qua được. Pháp nhãn quán tục đế, pháp nhãn duy quán tục. Còn mắt pháp chỉ quan sát nhìn thấy tục đế. Tục đế tức là những tình hình của thế gian nói chung. Nếu quý vị được mở pháp nhãn thì khi tụng kinh sẽ không cần phải nhìn vô sanh nữa. Bây giờ quý vị chỉ việc mở con mắt pháp ra thì sẽ thấy cùng tận hư không và khắp pháp giới đều toàn là kinh điển. Đầu đầu cũng thấy tràn ngập vô lượng vô biên pháp bảo. Quý vị chỉ cần chứng đắc pháp nhãn tịnh là có thể quán thấy được tất cả thật tướng của các pháp. Vậy pháp nhãn chỉ quan sát tục đế. Huệ nhãn rõ chân không, huệ nhãn liễu chân không. Con mắt trí tuệ thì quan sát tánh không. Tục đế còn được gọi là giả đế bởi nó không phải là loại có thực thể. Huệ nhãn liễu chân không nghĩa là con mắt trí huệ có thể nhìn thấu triệt được thật tướng chân không của các pháp. Phật nhãn ngàn mặt trời, Phật nhãn như thiên nhật. Mắt của Phật thì quang minh chiếu sáng như cả ngàn mặt trời vậy. Khác tánh thể vẫn đồng, chiếu dị thể hoàn đồng. Cái thấy của năm thứ mắt này tuy chẳng giống nhau, song về bản thể vẫn chỉ là một mà thôi. Vậy trong đoạn kinh văn trên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng chính Ngài đã dùng Phật nhãn để quan sát chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật, Thiền Long Bát Bộ hiện đang có mặt tại cung trời Đao Lợi, sau cũng không biết được con số chính xác là bao nhiêu. Vậy đây đều là do Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Đã độ tức là chỉ chư Phật quá khứ, các ngài vốn là những chúng sanh xưa kia ở nhân địa, đã được Bồ Tát Địa Tạng hóa độ và nay đã thành Phật. Đương độ tức là chỉ tất cả chư Bồ Tát hiện tại, những chúng sanh xưa kia ở nhân địa đã từng được Bồ Tát Địa Tạng hóa độ. Chưa độ tức là chỉ hết thảy chúng sanh, tất cả trời người cũng như thiên long bát bộ trong đời vị lai chưa được độ thoát. Đã thành tựu tức là đã hoàn tất xong xuôi, đương thành tựu, chưa thành tựu. Chữ thành ở đây có thể giảng theo nghĩa của chữ thạnh, tức là trở thành sung xuê, chủ phú, thịnh vượng. Và chữ tựu có thể giảng theo nghĩa của chữ cao. Tại sao chữ tựu mà lại đồng nghĩa với chữ cao? Bởi vì quả vị mà các chúng sanh ấy sẽ thành tựu được thì rất lớn, rất cao. Lại nữa, chữ thành tựu này còn được hiểu như chữ hiếu. Song đối với người Trung Hoa thì đây không phải là sự hiếu thảo mà người bình thường có thể đảm đương được. Vậy thì ai có thể đảm đương được? Chỉ có các bậc hoàng đế. Các hoàng đế thời xưa đều dùng hiếu đạo để cai trị thiên hạ và đều thành tựu được đức hạnh cao tột. Bởi do lấy hiếu đạo mà trị dân nên có được đức hạnh tối cao, cho nên gọi là thành tựu. Theo bộ kinh này, Bồ Tát Địa Tạng đã từng giúp đỡ hết thảy chúng sanh thành Phật. Hiện tại Ngài cũng đang giúp đỡ chúng sanh làm Bồ Tát, và trong tương lai Ngài cũng sẽ tiếp tục giúp cho tất cả chúng sanh này thành tựu được Phật quả tối cao. Như thế tức là hội đủ ba điều: trùng thục thoát, trùng trồng là vùi hạt giống dưới đất, thục là thành thục chín muồi, và thoát là giải thoát. Thí dụ chúng ta gieo hạt giống xuống đất rồi phải trải qua bao công phu bón phân tưới nước thì hạt giống mới nảy mầm tăng trưởng rồi thành thục chín muồi. Và sau khi chín muồi rồi thì bắt đầu bước sang giai đoạn thu hoạch. Tương tự như thế, đối với những chúng sanh chưa trồng thiện căn thì Địa Tạng Bồ Tát khiến họ trồng thiện căn. Đã trồng thiện căn rồi thì khiến cho tăng trưởng. Thiện căn đã tăng trưởng rồi thì khiến cho thành thục. Thiện căn được thành thục rồi thì khiến cho được giải thoát. Vậy chữ thành tựu bao hàm ba nghĩa như trên. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng được trí vô ngại. Trí vô ngại tức là tứ vô ngại trí, hay còn gọi là tứ vô ngại biện, tức là bốn loại tài trí biện luận không bị ngăn ngại. Một, pháp biện luận không ngăn ngại, pháp vô ngại biện. Đây là nói về khả năng giảng pháp một cách vô cùng sâu sắc, hữu lý, và tuy chỉ là một đạo lý, song có thể triển khai thành trăm ngàn vạn ước đạo lý, rồi từ trăm ngàn vạn ước đạo lý có thể quy nạp lại thành một đạo lý. Hai, nghĩa biện luận không ngăn ngại, nghĩa vô ngại biện, biện giải mọi nghĩa lý một cách thông suốt không hề bị ngăn ngại. Ba, lời biện luận không ngăn ngại, từ vô ngại biện, nói năng hoạt bát lưu loát không bị trở ngại về ngôn từ, lời nói thốt ra cũng hợp với đạo lý. Bốn, vui thuyết biện luận không ngăn ngại, nhạo thuyết vô ngại biện, biện tài vui thuyết không trở ngại. Nhạo thuyết tức là thích nói, vui vẻ thuyết giảng, bởi trong những đời quá khứ rất lâu xa về trước, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã từng tu pháp đại thừa, cho nên bây giờ Ngài nghe lời Phật nói đó thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, thiên long bát bộ và những chúng sanh đời vị lai, dẫu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ.
tiểu quả tức là quả vị của hàng tiểu thừa, thành văn duyên giác, thiên long bát bộ tức là tám bộ quỷ thần long chúng, trời rồng dạ xoa, càn thát bà, atula, kalula, khẩn na la, ma hầu, la già. Quý vị xem lời lẽ của Phật vốn hết sức chân thành, thế mà còn bị chúng sanh ngờ vực. Thế thì các đệ tử của tôi cũng chẳng có gì đáng trách nếu họ bỏ đi vì không tin lời giảng của tôi. Ngài Văn Thủ Sư Lợi đã nhìn nhận rằng vẫn có một số chúng sanh, một số thiền lòng bát bộ chẳng những không chọn tin mà còn hoài nghi những lời thành thật của Đức Phật nữa. Có nhiều người cho rằng những buổi giảng kinh như hiện nay là một sự kiện rất bình thường. Thật ra được nghe giảng kinh là một việc hết sức hy hữu. Đây là một cơ hội vô cùng hiếm có và rất khó mà gặp được, nhất là ở ngay tại xứ Mỹ này. Nếu không tin thì quý vị hãy tìm thử xem có được mấy nơi có giảng kinh thuyết pháp, đặc biệt là chiếu theo kinh văn mà cắt nghĩa từng chữ một như chúng ta ở đây. Chưa có, tại các nước Tây Phương thì có thể nói là rất hiếm hoi, quá ít ỏi. Mặc dù hiếm có, nhưng vì người Tây Phương từ trước đến nay chưa hiểu nhiều về Phật Pháp, cho nên tuy bây giờ được nghe Phật Pháp chân chánh, song họ cũng chưa hoàn toàn nhận thức được. Ở đây có nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy vàng, cho nên nếu quý vị cho họ nén vàng thì họ lại tưởng đó là thỏi đồng, thỏi sắt. Sở dĩ người ta thấy vàng ngỡ đồng, gặp kim cương tưởng pha lê là vì họ chưa hề thấy qua và cũng không biết gì về giá trị chân quý của vàng và kim cương. Tương tự như thế, nếu quý vị thuyết giảng Phật Pháp chân chánh cho những người chưa đủ trình độ để nhận thức thì họ lại cho rằng đó là những lý lẽ rất tầm thường, còn ở bên ngoài ngưỡng cửa chứ chưa đi sâu vào bên trong. Thì thật, nếu không hiểu được bên ngoài thì làm sao thấu triệt được bên trong? Chúng ta cần phải trong ngoài đều tường tận mới được. Không hiểu rõ lý thì chẳng thể tu hành, mà không tu hành thì chẳng thể nào hiểu được lý. Do đó tu hành cần phải hành giải tương ưng. Giải tức là hiểu rõ Phật Pháp, còn hành tức là y chiếu theo Phật Pháp mà thực hành. Quý vị xem, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết bộ kinh Địa Tạng này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã nêu ra mối quan tâm về việc hàng tiểu quả thanh văn, thiền long bát bộ cùng tất cả chúng sanh trong đời vị lai sẽ không tin nhận. Sở dĩ như thế là vì họ không có thiện căn hoặc thiện căn không đủ, cho nên dù được nghe những lời thành thật của Đức Phật, trong thâm tâm họ vẫn cứ nghi hoặc, và dầu cho có lại vâng, tạm thời tin chịu trong một thời gian rất ngắn đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Có nhiều người tuy cũng quy y nhưng lại không sanh khỏi tín tâm, đó là vì trong đầu óc họ chứa đầy những tà tri tà kiến. Cho nên quý vị có giảng chánh pháp cho họ nghe thì họ cũng không thể nào hiểu được. Và chính vì không hiểu được nên họ sẽ không khỏi sanh lòng hủy báng. Nhân lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi thỉnh cầu, cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ở nhân địa đã tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Nhân địa nghĩa là gì? Nhân địa tức là đời trước, tiền sanh, túc thế, nơi chúng ta gieo trồng nhân duyên. Bất luận lập thệ nguyện gì, chúng ta đều cần phải ghi nhớ thệ nguyện đó và thực hiện đúng theo lời nguyện của mình. Đã hứa thì phải giữ lời, không được đổi ý. Cho dù có vất vả gian nan đến thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải y chiếu nguyện lực mà thi hành.